Thưa quý vị, nhiều ý kiến cho rằng là khoảng thời gian vừa qua, ngoài chứng khoán thì đâu đâu người ta cũng nhắc tới bất động sản. Nội dung tiêu điểm kinh tế tối nay thì sẽ giúp quý vị nhìn lại diễn biến thị trường nhà đất nửa đầu năm và những dự báo trong nửa cuối năm với những chính sách được đánh giá là đặc biệt có tác động mạnh tới thị trường. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại phóng viên Điệp Anh và Hoàng Nga, những phóng viên chuyên theo dõi mảng thị trường bất động sản. Vâng, thưa quý vị, hình ảnh leo cầu thang vừa rồi có lẽ là cũng giống với việc mua nhà của người dân hiện nay khi mà giá bất động sản liên tục tăng cao. Ví dụ tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 vừa qua, báo cáo từ các đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng khi mà mức giá bán căn hộ chung cư trung bình trên toàn thị trường này đã lên đến 75 triệu đồng một mét vuông, tức là tăng 27% theo năm. Còn tại Hà Nội thì so với mức giá cách đây 2 năm, nhiều khu vực cũng đã hình thành một mặt bằng giá mới. Giá nhà đất tại một số khu đô thị ở xa trung tâm đã đạt mức từ 150 cho đến 300 triệu đồng một mét vuông chỉ trong một thời gian ngắn. Một mức giá mà chúng ta vốn chỉ gặp ở những khu vực nội thành của thành phố. Phát biểu tại một buổi tọa đàm, đại diện Bộ Xây dựng cũng đã nhận định rằng giá nhà đang tăng cao một cách đáng lo ngại và nhiều người mua nhà cũng đang gặp khó khăn trước mức tăng giá này. Rất đáng lo ngại mà chúng tôi đánh giá là cũng cần phải xem xét đó là giá. Giá tăng rất cao, tăng có nơi có vị trí tăng đến 70%, 80%, đặc biệt là giá đất nền tăng có nơi đến 100%. Và giá đất nền có bây giờ có thể lên đến 200 triệu. Nhưng mà cái một thực tế này, khi mua đất nền ấy thì lại không xây dựng gì cả, cứ mua để đấy. Tức là mua đầu cơ đúng không? Chúng ta cũng không sử dụng được. Nguồn cung thì giảm rõ rệt so với các năm trước. Thực tế cho thấy là những cái chung cư thương mại khu vực nội thành thì có giá không dưới là 30 triệu đồng trên mét vuông. Thì cái điều này phải nói là cũng rất là khó cho những cái người mà làm công chức nhà nước. Thu nhập nó khoảng 15 đến khoảng 20 triệu một tháng. Thì với cái mức thu nhập như vậy mà để mà tích lũy để mua một cái căn nhà ở Hà Nội thì nó rất là khó nếu như mà không có những nguồn vốn vay khác. Hiện giờ thì cái mặt bằng giá ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì đang khá là cao so với cái giá trị thật. Nhưng ngày trước ấy thì có những căn hộ chung cư chỉ độ hơn 1 tỷ thôi. Hoặc 2 tỷ, tỷ rưỡi là các bạn có thể mua trả góp dần để ở được. Nhưng hiện giờ rất thiếu những cái loại hình thức nhà như thế. Vậy thì tại sao giá nhà lại tăng nhanh đến như vậy? Đã rất nhiều lần chúng ta bàn đến câu chuyện này và quý vị có thể thấy nguyên nhân đến từ chính ý kiến của đại diện Bộ Xây dựng. Đó là nhu cầu thì nhiều mà nguồn cung trên thị trường lại quá là eo hẹp. Như tại Hà Nội trong quý 1 thì hoàn toàn không có dự án nào mới. Toàn bộ nguồn cung mới đến từ giai đoạn tiếp theo của 6 dự án hiện tại. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy giá nhà đất tăng mạnh thời gian vừa qua. Và gốc rễ của việc thiếu nguồn cung lại chính là do các vướng mắc đến từ thủ tục pháp lý, khiến cho hàng trăm dự án đang gặp rất nhiều vấn đề. Và một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến từ thị trường vật liệu xây dựng. Đơn cử như là giá sắt thép đã tăng đến 40% chỉ trong vài tháng. Và hầu hết các vật liệu xây dựng khác, bao gồm cả xi măng, cát, đá hay là nhôm kính thì cũng đều tăng giá. Và mối lo ngại thiếu nguồn cung nhà ở lại một lần nữa bùng dậy khi mà các ngân hàng có chủ trương kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng chảy vào lĩnh vực này. Và nhiều ý kiến chuyên gia mà chúng tôi trao đổi thì đều cho rằng lành mạnh hóa lĩnh vực tín dụng bất động sản là một chủ trương hợp lý, nhưng nếu khóa van một cách cực đoan thì sẽ khiến cho các doanh nghiệp không phát triển được các dự án mới, dẫn đến nguồn cung đã ít thì sẽ ngày càng ít hơn. Và ngay trong ngày hôm nay thì phóng viên Hoàng Nga đã có mặt tại tọa đàm Kiểm soát nguồn vốn bất động sản, chính sách và tác động được tổ chức tại Bộ Xây dựng để ghi nhận các ý kiến liên quan đến vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, kiểm soát dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản đang là câu chuyện rất nóng trên thị trường trong suốt những tuần vừa qua. Và bên lề một số hội thảo tọa đàm thì nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ với chúng tôi rằng thị trường đã ngay lập tức có phản ứng trước các thông tin này. Tuy nhiên, điều mà rất nhiều người mua nhà quan tâm nhất là giá nhà sẽ hạ thì lại chưa hề xảy ra. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng việc kiểm soát siết chặt vốn vào bất động sản phải đúng người đúng việc, tránh đánh đồng người mua nhà ở thật với người đi đầu cơ kiếm lời. Đầu tiên là nó bị chứng lại là vì nhà đầu tư người ta cũng phải nghe ngóng coi là nếu mà siết như thế thì sắp tới tình hình bất động sản như thế nào. Những doanh nghiệp nào mà làm ăn thật, có dự án đầy đủ pháp lý tốt
thì phải mở cho người ta có thể tiếp cận được nguồn vốn và người ta phát triển dự án. Chứ trong trường hợp mà chúng ta mà cứ siết đại đổ đồng thì cái nguồn cung nó khó, nó không phát triển thêm được, mà nhu cầu của nhà ở của người dân thì cũng vẫn rất nhiều. Những doanh nghiệp nào mà có chất lượng bất động sản tốt thì vẫn được tiếp tục vay, và những doanh nghiệp nào mà có chất lượng bất động sản, dự án nào mà chất lượng không tốt thì sẽ bị hạn chế cho vay. Thì đấy là một hình thức vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời cũng bảo vệ quyền lợi của người mua bất động sản. Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng việc cho vay cần phân loại dự án để có hướng quản lý phù hợp mà không gây tác động xấu tới thị trường. Nếu như thị trường vốn có vấn đề thì thị trường bất động sản chẳng có vấn đề, cho nên không phải là siết hay cái gì, mà tôi cho là nên kiểm soát cho nó đúng cái nghĩa của nó. Thì tôi ở góc độ quản lý nhà nước, tôi đề nghị là cái dòng vốn tín dụng vẫn phải chảy vào bất động sản đầu tư, nhưng nên ưu tiên trong giai đoạn hiện nay. Hôm nay tôi chỉ nói vốn thôi. Ưu tiên trong các dự án bất động sản thứ nhất là đang bắt đầu triển khai để nhanh có cái nguồn cung ra thị trường, chứ không phải chúng ta ưu tiên cho các bất động sản chúng ta đang chuẩn bị đầu tư, tức là các cái dự án mà có khả năng triển khai dự án ngay để cung cấp, đặc biệt là cái nguồn cung. Có thể thấy điều quan tâm lớn nhất của rất nhiều người có nhu cầu mua nhà ở thật tại thời điểm này là làm cách nào để có thể chặn được đà tăng của giá nhà đất, hoặc là làm cách nào để các nguồn cung dự án mới sẽ có một mức giá phù hợp hơn với thu nhập của người dân. Một số doanh nghiệp và chuyên gia đã có đề xuất về vấn đề này. Thứ nhất là phải cho doanh nghiệp nó tiếp cận được nguồn vốn. Thứ hai là thủ tục hành chính về các đầu tư dự án nó phải nhanh hơn. Tại vì khi mà mọi thứ, cái dự án mà cái thời gian chuẩn bị nó lâu thì cái vốn nó đổi, giá vốn nó đổi lên rất nhiều. Giá vốn đổi lên nhiều thì cái giá tới tay người tiêu dùng không thể mà giảm đi được. Chúng ta phải tạo ra được một cái thị trường bất động sản cho thuê. Và như vậy thì như chúng tôi đang nghiên cứu và cùng với Bộ Xây dựng có các doanh nghiệp công ích của nhà nước để chịu trách nhiệm xây và quản lý những cái tòa nhà đấy và cho thuê. Giá nhà thì sẽ do thị trường quyết định, nhưng chúng ta hình thành một cái giá nhà mới là giá nhà cho thuê dưới sự chỉ đạo của nhà nước. Diễn biến thị trường 6 tháng cuối năm vẫn đang là một ẩn số. Tuy nhiên, nhiều nhận định cho rằng không ít nhà đầu cơ ôm đất tại một số khu vực đã tăng trưởng nóng trong suốt thời gian qua sẽ gặp khó khăn trong việc thanh khoản, tức là sẽ rất khó trong việc tìm người mua những mảnh đất mà họ đang nắm giữ với giá cao. Còn đối với các doanh nghiệp, bên cạnh nguồn vốn ngân hàng, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo rằng các doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn từ các nguồn vốn góp, cổ phần hoặc là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Đây là những nguồn vốn dài hạn quan trọng để giúp thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh và bền vững.